kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2021 sẽ có những nội dung chính như sau. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh bàn giao máy chụp X-quang cho bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 số 10. Những món quà được các tự viện trao cho người dân khó khăn không chỉ chứa chan sự ân cần mà còn là nghĩa tình của người phương Nam. Chương mục tiêu điểm bản tin An Viên 24 giờ cùng đề cập đến phong trào đấu giá tranh gây quỹ ủng hộ chống dịch của các họa sĩ tạo nên sức lan tỏa lớn, đóng góp thiết thực và cổ vũ toàn dân trong công tác phòng chống dịch. Hôm qua ngày 10 tháng 9 tại Hà Nội, Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã triển khai kế hoạch tiếp tục vận động quyên góp toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19. Tại đây, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng tiểu ban cho biết, cùng với việc vận động về vật chất, tiểu ban sẽ vận động nông dân, các tổ chức, cá nhân ủng hộ nông sản để hỗ trợ nhân dân vùng phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội, cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19, tiếp tục phong trào bữa cơm nghĩa tình giúp người khó khăn do dịch bệnh. Đồng thời, tiểu ban vận động các cơ sở lưu trú, nhà trọ, khách sạn miễn giảm giá thuê phòng, miễn giảm tiền điện nước sinh hoạt, vận động các tổ chức tôn giáo hỗ trợ cho mượn cơ sở tôn giáo để làm nơi tạm thời cho người khó khăn, cơ nhỡ. Từ nguồn vận động được, tiểu ban phân bổ cho chương trình triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19. Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ mua sắm vật tư, thiết bị y tế, thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu, hỗ trợ các địa phương đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chuyển sang các tin tức Phật sự đáng chú ý, sáng nay 11 tháng 9, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao một máy chụp X-quang nhằm hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân F0 tại bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 số 10, thành phố Thủ Đức. Chư Tôn Đức đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến bệnh viện dã chiến số 10 để tiếp nhận từ nhà phân phối, kiểm tra các linh kiện, thiết bị của dàn máy chụp X-quang di động trước khi ký kết bàn giao cho ban giám đốc bệnh viện. Đây là máy Brivo XR115, là sản phẩm máy analog di động siêu cao tần của tập đoàn GE Mỹ và là máy chụp X-quang tổng quát với đầy đủ các chương trình chụp trị giá 1,3 tỷ đồng do quỹ thiện tâm của Vingroup cúng dường Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng Thượng trí Hạ Quảng, đệ nhất phó pháp chủ và trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo để hỗ trợ cái máy này cho bệnh viện dã chiến để nhằm phục vụ cho tất cả các bệnh nhân khi cần thiết cho vấn đề sức khỏe để chụp X-quang. Cho một số người thì phải nằm ở tại chỗ thì tránh đi cái việc mà di chuyển thì máy di động này sẽ đi tới nơi để chụp để giảm bớt cái năng lượng mà chuyển tải cái cách mà phòng chống dịch nó an toàn hơn. Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cho mượn một cái máy X-quang di động như thế này, tôi nghĩ rằng đây là một cái điều đóng góp vào sự thuận tiện cho các bác sĩ nhân viên y tế theo dõi và điều trị cho người bệnh. Máy X-quang này được bàn giao cho bệnh viện dã chiến số 10 sử dụng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 cho đến khi bệnh viện giải thể. Theo cơ chế của bệnh viện dã chiến, Ban trị sự Phật giáo thành phố sẽ tiếp nhận lại để chuyển đến một cơ sở y tế khác phù hợp, hỗ trợ phục vụ cho việc điều trị người bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn đang là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Phật giáo thành phố đã có nhiều hoạt động sẻ chia giúp đỡ người dân địa phương. Tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thuộc chùa Giác Ngộ quận 10 đã trao tặng 100 tấn gạo và 100 tấn khoai chung tay vượt qua đại dịch COVID-19. Tiếp nhận tặng phẩm, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cảm ơn sâu sắc đến chư tăng và Phật tử chùa Giác Ngộ và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Toàn bộ số gạo và khoai sẽ được phân bổ để hỗ trợ người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch. Hoạt động ý nghĩa này nhằm động viên người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, chung tay trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng trong thời gian này, biết bà con tín đồ Hồi giáo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trên tinh thần từ bi của nhà Phật, chư tăng chùa Thiền Tôn 2 đã tới thăm và tặng quà tại thánh đường Hồi giáo ở phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức. Ông Haji Isa Umer, trưởng ban quản trị thánh đường đã rất cảm kích trước những tình cảm này.
Những nhu yếu phẩm được trao dịp này nhằm giúp đỡ nhau trong giai đoạn khó khăn, tạo sự gắn kết hòa hợp giữa các tôn giáo. Tôi rất là xúc động với cái tính đoàn kết các dân tộc. Đấy, nó đã thể hiện rõ của cái quận chính phủ rồi. Mà hôm nay lại là thành phố Thủ Đức cũng duy trì được những cái mối quan hệ tính đoàn kết các tôn giáo cũng như tiếp xúc đồng bào các dân tộc không phân biệt tôn giáo. Đó là một việc làm rất là tốt đẹp. Chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh vượt qua dịch bệnh, chùa Vạn Liên, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ mọi đối tượng bằng các hình thức khác nhau. Những món quà được trao đi không chỉ chứa chan sự ân cần mà đó còn là nghĩa tình của người phương Nam. Tặng người ta thì phải tặng cho nó đẹp. Để chia sẻ. Đó là một cái niềm an ủi cuối cùng của đối với lại cái người mà đã mất, và cũng là một cái chia sẻ đến với cái thân nhân của những người đó. Hơn tháng nay, một phần diện tích chùa Vạn Liên, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh được dành để chứa những chiếc áo quan để hỗ trợ mai táng cho người mất vì Covid-19. Khi có người liên hệ, chùa chuyển quan tài tới tận nhà, không nhận bất cứ khoản phí nào. Rồi là cái áo quan đã nhập quan lễ, nhập quan rồi phải không? Dạ rồi thầy. Dạ, thầy có đôi lời chia sẻ gia đình nha. Dạ, thầy chia sẻ trước hết là thầy chia buồn với gia đình. Thì ở chùa có cái thông tin của người mất là sẽ cầu siêu cho cái chân linh này. Ngoài việc hỗ trợ những người mất vì Covid-19, chùa Vạn Liên luôn sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, các khu phong tỏa cách ly và đặc biệt là người thuê trọ. Điều đặn từ cuối tháng 5 đến nay, mỗi ngày hàng trăm phần quà được trao đi. Rồi mình chung tay với thầy về những đóng góp rồi công sức để mà mình cố gắng mình đem trực tiếp cho bà con. Thì bây giờ thì có gì thì mình sẽ phát cho bà con cái đó thôi. Ít nhiều thì cũng qua bữa. Để hàng hóa tặng đúng người cần, chùa đã kết hợp với Hội Chữ Thập Đỏ quận 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận thực hiện chương trình. Đây như một cách hỗ trợ khẩn cấp, giúp người khó khăn duy trì cuộc sống. Mỗi phần quà như thế này có thể giúp một gia đình đủ ăn trong cả tuần. Chùa chia sẻ với gia đình và chúc sức khỏe gia đình. Chiếc xe đẩy hàng đi tới đâu là bà con mừng tới đó. Phải nói là thay mặt cho Hội đồng quận 8 cũng như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban trị sự là hết sức cảm ơn và ghi nhận cái sự nhiệt tình, tích cực và tấm lòng từ bi bác ái của Thượng tọa Thích Lệ Quang để cùng đồng hành với lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận 8 hỗ trợ kịp cho người dân để người dân an tâm ở nhà. Công việc vất vả, thường xuyên thức khuya, dậy sớm, mang giác nặng và tiếp xúc nhiều người. Nhưng chư tăng Phật tử chùa Vạn Liên chưa một lần có ý định dừng bước. Tất cả luôn động viên nhau để tiếp tục hành trình sẻ chia khó khăn, mong cho thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Nhận thấy tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng và phức tạp tại các tỉnh thành khu vực phía Nam, các cấp giáo hội và tự viện tiếp tục thực hiện những hỗ trợ cụ thể để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Sáng qua ngày 10 tháng 9, Ni sư Thích Nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm Tu viện thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn đoàn tặng 500 bộ đồ bảo hộ y tế, 2.000 khẩu trang N95 và các vận dụng y tế khác tại bệnh viện Dã chiến Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Dịp này, chùa cũng tặng 1.600 phần quà giúp gia đình khó khăn tại các địa phương trị giá 400 triệu đồng. Cũng tại Bình Dương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vừa tiếp nhận 150 triệu đồng do Phật giáo tỉnh Hải Dương gửi tặng nhằm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con khó khăn và giúp phòng khám từ thiện chùa Hội Khánh mua thuốc hỗ trợ các ca F0 đang điều trị tại nhà. Mong muốn cho cầu mong cho tất cả chư tôn đức được đầy đủ sức khỏe, trí tuệ để tiếp tục để lãnh đạo giáo hội, và cũng mong muốn cho tất cả bà con sớm thoát được cái dịch Covid-19 và cầu nguyện chư Phật luôn luôn gia hộ thêm năng lượng an lành để cùng với nhà nước chính phủ để quyết tâm đẩy lùi dịch Covid, để rồi một ngày gần đây
các hoạt động của chúng ta lại trở lại bình thường. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Phật giáo tỉnh Hải Dương cũng đã trao các trang thiết bị, vật tư y tế trị giá 150 triệu đồng đến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 3 nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Tất cả sự chung tay đều thể hiện mong muốn sẻ chia bớt những khó khăn cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch và dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống người dân được trở lại bình thường. Trong bối cảnh đại dịch, công chúng như được sống lại cảm xúc của thời kỳ hào hùng khi chứng kiến người nghệ sĩ cũng trở thành chiến sĩ. Người mang tiếng hát, âm nhạc đến bệnh viện dã chiến, khu cách ly. Người trở thành tài xế trên những chuyến xe cấp cứu. Người góp sức cho những bếp cơm không đồng. Và giới họa sĩ, dù đặc trưng hoạt động trầm lặng hơn, nhưng cũng chứng minh vai trò chiến sĩ bằng rất nhiều hoạt động ý nghĩa và sôi nổi. Trong đó phải kể tới phong trào đấu giá tranh để làm từ thiện. Bốn phiên đấu giá với hơn 100 bức tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng và các nhà sưu tầm tranh vừa được họa sĩ, nhà báo Lý Đợi cùng các cộng sự tổ chức thành công thu về hơn 1,2 tỷ đồng. Đáng trân trọng hơn khi biết rằng toàn bộ số tiền này đã được sử dụng để mua giường hồi sức hỗ trợ các bệnh viện điều trị COVID-19. Khi chúng tôi bắt đầu làm thì chúng tôi không tiên liệu được hết cái sự thành công và thất bại của mình. Ban đầu thì chỉ mong muốn rằng là làm được 3 đến 5 cái giường đã là thành công. Nhưng kết quả thì chúng tôi đã làm được 20 cái giường, 4 cái máy thở và 10 cái xe lăn. Nó là nó nằm ngoài mọi ước mơ. Tất nhiên tuy cái số tiền của chúng tôi so với những cá nhân và tổ chức khác chẳng đáng là bao, nhưng so với cái kế hoạch đặt ra, cái dự định đặt ra thì đó là một cái sự quá bất ngờ. Thì cái sự quá bất ngờ nó có cái hạnh phúc là mọi người còn yêu thương nhau, chia sẻ hào phóng, vô vụ lợi. Cũng với tâm nguyện hỗ trợ phòng chống dịch, họa sĩ Đào Anh Khánh không chỉ thường xuyên cùng với người bạn đời Phật tử Tuệ Lâm thực hiện các hoạt động thiện nguyện, mà mới đây ông cùng nhiều họa sĩ đã tổ chức chương trình đấu giá trực tuyến ủng hộ quỹ From Saigon to Saigon, hay đấu giá bức tranh Phố Bình Yên để ủng hộ quỹ Túi Ngủ Ngàn Thu giúp nạn nhân tại thành phố Hồ Chí Minh không may qua đời do mắc COVID-19. Với mỗi nghệ sĩ, mỗi tác phẩm nghệ thuật luôn chất chứa những câu chuyện đặc biệt, và không phải ngẫu nhiên mà người họa sĩ tài ba đã lựa chọn bức tranh này để ủng hộ công tác phòng chống dịch. Những tác phẩm này nó sẽ đem lại cho những người tiếp cận nó những cảm hứng, những suy nghĩ về một thành phố có năng lượng, có sức sống. Và tôi hy vọng rằng là cái hình ảnh COVID mà gây ra những các cái thảm họa cho mọi người, cũng như là đem lại cái hình ảnh mà đôi khi rất là đáng sợ đối với đô thị sẽ sớm lùi lại trong quá khứ. Với những cái sự tham gia góp mặt của bất kỳ một ai, cho dù là một đồng rất nhỏ hoặc là một cái khởi nguyện lên, một cái sự chia sẻ, một cái sự đồng lòng, thì tôi tin rằng cái đại dịch này cũng sẽ sớm được đẩy lùi do sự lạc quan, đoàn kết và gắn bó thương yêu lẫn nhau, đúng như câu nói lá lành đùm lá rách. Hoạt động đấu giá bức tranh Phố Bình Yên của họa sĩ Đào Anh Khánh là một hoạt động rất là thiết thực trong cái lúc là cứu giúp cho Sài Gòn như lúc này. Đó là cũng là một trong những hoạt động họa sĩ đã đóng góp đồng hành cùng quý thầy cũng như các Phật tử nhà hảo tâm để chung tay hỗ trợ cho Sài Gòn trong lúc phòng chống công tác hỗ trợ chống dịch COVID. Và còn nhiều nữa các hoạt động thấm đậm nhân văn được giới họa sĩ tổ chức trong thời gian vừa qua. Chương trình đấu giá hội họa Cây Đời Mãi Xanh ủng hộ từ 50 tới 100% giá bán cho quỹ gieo gạo để mua nhu yếu phẩm cho bà con khó khăn do dịch bệnh, hay như chương trình đấu giá tranh cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch. Điều đáng nói, mỗi sự kiện đấu giá luôn thể hiện sự đoàn kết đồng lòng giữa các nghệ sĩ khắp mọi miền Tổ quốc. Nghệ thuật vị nhân sinh, vì con người đã kết nối những nghệ sĩ lại gần với nhau. Thì cái việc này nó cho thấy rằng là cái sự yêu thương chia sẻ với những bệnh nhân COVID là rất lớn, và cũng cho thấy rằng là cái sự yêu thích chơi tranh của người Việt ngày nay đã nhiều hơn. Tôi cho rằng tất cả những người mà với trái tim, với cái đầu mà
hướng thiện, hướng đến đồng loại, cùng muốn chia sẻ cái nỗi đau, cái khó khăn của đồng loại để góp phần vào việc đẩy cái nạn dịch Covid để đem lại cái đời sống bình an cho mọi người, đều xứng đáng gọi là những chiến sĩ. Các hoạt động triển lãm, đấu giá nghệ thuật trực tuyến với mục đích từ thiện là một biểu hiện sinh động về tinh thần đồng lòng chống dịch của các họa sĩ. Hơn tất cả, các hoạt động này tạo nên sự cộng hưởng, niềm hạnh phúc cho cả người sáng tác, người sưu tầm lẫn cộng đồng, góp sức vì sự bình yên của đất nước trước những cơn sóng dữ mang tên Covid-19. Thưa quý vị, bên cạnh những triển lãm nghệ thuật của các họa sĩ nổi tiếng, những cây đa cây đề trong làng hội họa, thì thời gian qua, cộng đồng còn chứng kiến sự đóng góp không nhỏ của những họa sĩ trẻ tuổi. Dù còn trẻ, nhưng họ đang góp sức cho cuộc chiến chống dịch bằng nhiều cách khác nhau thông qua triển lãm hội họa với những gam màu tươi sáng và rực rỡ. Kính mời quý vị đến với câu chuyện của những họa sĩ trẻ sau đây để thêm tự hào về một thế hệ trẻ, tài năng và giàu lòng nhân ái. Cọ vẽ, màu vẽ, bảng pha màu, tất cả đã trở thành những người bạn thân thuộc với các bạn trẻ có niềm đam mê hội họa. Quang Minh và Linh Nhi, hai họa sĩ nhỏ tuổi đến từ Hà Nội, đã tận dụng thời gian giãn cách xã hội để sáng tạo nghệ thuật, tạo nên bộ tranh với những gam màu tươi sáng. Những nét vẽ nối tiếp nhau bằng tất cả sự chân thành bởi các em đang ấp ủ một dự án cộng đồng đặc biệt. Bọn mình đến từ dự án Lam. Hôm nay mình vẽ mình ở đây ở xưởng vẽ họa sĩ Văn Dương Thành để vẽ ra những bức tranh cho buổi đấu giá tranh online với mục đích là để gây quỹ vaccine phòng chống dịch Covid cho nước ta. Chỉ sau một tuần tổ chức, dự án Lam nhận được sự ủng hộ của 18 bức tranh đến từ 10 tác giả. Đặc biệt có một bức tranh của họa sĩ Văn Dương Thành và 4 bức tranh của các bạn nhỏ tự kỷ từ Trung tâm Hòa nhập HIH. Kết thúc dự án, tổng số tiền quyên góp đã được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ quỹ vaccine phòng Covid-19. Với ý thức và trách nhiệm của những người trẻ, các em mong muốn góp sức cho cộng đồng. Cái nguồn gốc để ra cái ý tưởng này của em là em thấy rằng là ở thời buổi Covid như này thì để có thể hết được dịch thì việc tốt nhất là giúp cho người dân được tiêm vaccine. Cho dù cái dự án này của em không phải là quyên góp được cái gì quá nhiều cho quỹ, nhưng mà dù chỉ là một tí thôi thì em nghĩ đấy là điều nên làm. Nên là em với cả dự án của em đã lên ý tưởng về buổi đấu giá này. Chúng tôi rất hân hoan và rất là vinh dự. Chúng tôi hy vọng rằng cảm xúc của chúng tôi trong những bức tranh này sẽ được các bạn ra gần chia sẻ. Và nếu có các bạn nào yêu thích những bức tranh này thì chính các bạn đã chung tay góp sức để đẩy lùi cái dịch Covid ở quê hương của chúng mình. Cũng thông qua các hoạt động hội họa, cuối tháng 8 vừa qua, họa sĩ nhí Xèo Chu, Phó Vạn An đã trao các trang thiết bị y tế gồm 6 máy thở, 2 máy xốc tim, 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế cá nhân và 10.000 khẩu trang cho Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Tất cả trang thiết bị y tế này đều được cậu bé vận động thông qua hàng loạt triển lãm nghệ thuật độc đáo của mình trên mạng xã hội. Thì em đã bắt đầu nó từ đợt lockdown đầu năm ngoái. Thường trước lúc đó thì em hay nghiêng về phía phong cảnh hơn, nhưng mà lúc đó em phải ở nhà nhiều cho nên em đã dùng những cái bình bông mà mẹ cắm bông ở quanh nhà là cái vườn để làm cảm hứng để vẽ. Và còn cái bộ tranh biển hồ tràm thì em cũng vẽ gần đây thì khoảng 2 tháng gần đây. Với chàng trai nhỏ, được sống với nghệ thuật đã là một niềm hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc ấy trở nên cao cả hơn khi có thể lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp tới cộng đồng. Bên cạnh việc ủng hộ số lượng lớn thiết bị y tế, Xèo Chu còn ủng hộ 2 tấn dưa vàng và chuối cho quỹ rau củ quả và 10.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng tích cực tham gia làm đại sứ chiến dịch cộng đồng Mỗi người dân là một chiến sĩ của Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Còn chúc các cô chú y bác sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh được khỏe mạnh để giúp cho các bệnh nhân Covid-19 cũng có thể khỏe mạnh và có cuộc sống tốt hơn để
dịch này nhanh hơn để còn để mọi người có thể có cuộc sống bình thường. Thông qua hội họa, các họa sĩ trẻ đã thể hiện trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng. Mỗi bức tranh được vẽ nên là một hy vọng sống dành cho các bệnh nhân đang chiến đấu với bạo bệnh. Mỗi triển lãm thành tựu là một nguồn động viên thiết thực cho lực lượng tuyến đầu. Thế hệ nghệ sĩ tài năng và giàu lòng nhân ái đang vẽ nên những tia hy vọng về một tương lai tươi sáng khi đại dịch đã được đẩy lùi. Nội dung tiếp theo của chương trình, trao giải cuộc thi Nói yêu cha mẹ theo cách của riêng con, cầu nối yêu thương giúp lan tỏa lòng hiếu thuận. MV Tình Người Trong Mắt Bão với sự tham gia của 50 nghệ sĩ, doanh nhân nhằm tiếp thêm sức mạnh vượt qua đại dịch. Thưa quý vị, chiều qua ngày 10 tháng 9 tại Chùa Quán Sứ, lễ công bố kết quả cuộc thi Nói yêu cha mẹ theo cách của riêng con đã diễn ra trực tuyến với sự tham dự của đại diện ban tổ chức cuộc thi, Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội cùng 36 tác giả có bài dự thi được bình chọn. Chỉ sau 2 tuần phát động nhân mùa Vu Lan báo hiếu, cuộc thi Nói yêu cha mẹ theo cách của riêng con đã nhận được hơn 4.000 bài dự thi của chư tăng ni, Phật tử trên cả nước. Tác phẩm dự thi là những bài viết chân thật, xúc động, ghi lại cảm nhận của mỗi tác giả về cha mẹ, những người có công sinh thành, dưỡng dục đối với bản thân mình. Tất cả những bài dự thi gửi về chương trình mang rất nhiều những cung bậc tình cảm khác nhau. Đó là những phút trải lòng về sự hy sinh vất vả của cha mẹ, là những lời biết ơn, những lời xin lỗi, là những kỷ niệm tuổi ấu thơ khi được sống trong sự che chở của cha mẹ. Tất cả tạo thành một bức tranh đầy đủ màu sắc về hiếu đạo trong mùa Vu Lan này, được vẽ nên bởi những câu chữ, những câu chuyện mộc mạc của các thí sinh gửi về chương trình. Chúng tôi thực sự đánh giá cao về ý tưởng của cuộc thi, rất là sáng tạo. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội BH chúng tôi cam kết là sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như là truyền hình An Viên tiếp tục cùng với cả các quý vị tham dự cũng như tài trợ cho các chương trình tiếp theo của các quý vị trong thời gian tới. Ban tổ chức đã trao tặng 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 29 giải khuyến khích đến các tác phẩm tham dự. Cuộc thi đã tạo cơ hội để mỗi người làm con, dù trong hoàn cảnh như thế nào, vẫn có thể nhớ tới cha mẹ, nhất là khi mùa Vu Lan diễn ra đúng vào thời điểm dịch COVID-19 phức tạp. Con cũng rất cảm ơn chương trình, vì đây không phải là một cuộc thi để chọn ra người thắng kẻ thua, mà đây là một sân khấu tự do để cho mỗi người con có thể đứng lên dũng cảm, nói lên lời tri ân đến với hai đấng sinh thành của mình. Một câu chuyện là một bộ nhạc và tất cả đã tạo thêm một bản nhạc khung ca ngợi đến hai đấng sinh thành. Cuộc thi Nói yêu cha mẹ theo cách của riêng con do Trung ương Giáo hội phát động và kênh truyền hình An Viên tổ chức từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8 là cầu nối yêu thương giúp mỗi người con biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ và người thân, lan tỏa lòng hiếu thuận tới mọi người trong xã hội. Thưa quý vị, càng trong gian khó thì tình đồng bào lại càng tỏa sáng. Cái nghĩa, cái tình ấy không chỉ thể hiện qua những món quà là sự sẻ chia mang ý nghĩa tinh thần vô giá. Để cổ vũ lực lượng tuyến đầu chống dịch, mới đây, nhạc sĩ Thái Khang đã sáng tác và ra mắt MV Tình Người Trong Mắt Bão, tiếp thêm sức mạnh vượt qua đại dịch. Lời cảm ơn y bác sĩ tuyến đầu. Lời cảm ơn chiến sĩ nơi vùng dịch. Quyết đẩy lùi đại dịch COVID kia. Qua bao ngày hòa bình vào tâm. Ca khúc Tình Người Trong Mắt Bão được nhạc sĩ Thái Khang chắp bút từ cuối tháng 6 khi khu vực nhà anh bị phong tỏa. Việc nhận được sự quan tâm từ các tình nguyện viên, lực lượng tuyến đầu đã thực sự chạm vào trái tim và thôi thúc anh ra mắt MV này vào đầu tháng 9 vừa qua. Đều rất là vui mừng. Tất cả mọi người đều vui vẻ nhận lời tham gia. Nhưng mà trong đó thì có một số anh chị, cô chú lớn tuổi cũng rất là băn khoăn bởi vì họ không biết phải làm cách nào, và Thái Khang cũng hướng dẫn cho tất cả mọi người cái cách tự thu ở nhà bằng cái thiết bị hiện có của mình. Và rất là tuyệt vời là mọi người, sau khi mọi người làm theo thì Thái Khang nhận về tín hiệu là đa số là tốt.
MV có sử dụng tư liệu của các câu lạc bộ thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh để khán giả được nhìn lại những hình ảnh cảm động từ tâm dịch. Tất cả vẽ nên một bức tranh đẹp về tinh thần đoàn kết, sẵn sàng cống hiến, hy sinh khi Tổ quốc cần. Vì dịch bệnh nên hơn 50 nghệ sĩ, doanh nhân tham gia đã tự ghi âm và quay hình offline tại nhà trong thời gian phong tỏa. Nghĩa Trang có thu âm bằng điện thoại nè, mình quay cũng bằng điện thoại luôn. Thì mình cũng rất khá là hồi hộp bởi vì mình không biết là cái phần của mình tham gia nó có tốt hay không. Rồi đến khi mà Trang nhận được cái bản final cuối cùng Trang coi thì Trang cảm thấy là thực sự rất là xúc động. Sức lan tỏa của tình người trong mắt bão có lẽ cũng chính là sức mạnh mà những chiến sĩ trên mặt trận nghệ thuật có được, giúp mọi người sống lạc quan hơn. Qua bài hát Tình người trong mắt bão, con xin được gửi tới thông điệp là lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe chân thành nhất đến các y bác sĩ và các trái tim thiện nguyện đang nơi tuyến đầu chống dịch. Và xin chúc cho tất cả mọi người một sức khỏe thật là dồi dào để có thể chiến thắng dịch bệnh Covid. Xin cho phép Tấm Bèo cùng tất cả các anh em nghệ sĩ chia sẻ nỗi đau này và tri ân, cảm ơn những bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu đã giúp dân vượt qua đại dịch này. Và Tấm Bèo xin chúc cho bà con vượt qua đại dịch này và bình an. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thương hiệu Taco đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.